Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động lễ hội mùa thu huyện Bát Xát năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát sẽ tổ chức giải chạy khám phá di tích đường đá cổ Pavie, huyện Bát Xát lần thứ nhất năm 2024. Giải chạy dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay với cung đường chạy qua các khu vực quan trọng của di tích đường đá cổ Pavie, mang đến trải nghiệm độc đáo cho các vận động viên khi vừa thi đấu vừa khám phá những giá trị lịch sử và văn hóa của khu vực. Việc tổ chức giải chạy khám phá di tích đường đá cổ Pavie huyện Bát Xát không chỉ là một giải thể thao, mà qua đó góp phần giới thiệu và bảo tồn các di sản văn hóa vô giá của địa phương, quảng bá vẻ đẹp của mảnh đất và con người Bát Xát đến với du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế địa phương.